Mặc dù các phương tiện truyền thông, ngành chức năng nhiều lần cảnh báo về tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy, đặc biệt là xe phân khối lớn khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tình trạng này vẫn xảy ra, dẫn đến không ít vụ việc đau lòng. Những ngày qua, anh Thiện cùng nhiều người dân ở thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến vụ tai nạn giao thông trên đường DT382 khiến hai người tử vong. Em ghê lắm, bởi vì thứ nhất là trước cửa nhà em thì thấy anh công an bảo là có hai bệnh nhân tắc thở tại chỗ luôn. Còn một người thì bị gãy xương đùi, ô tô thì móp hết đầu. Còn cái xe máy thì tất cả phần vỏ bên ngoài thì nó đều vỡ tan tành, chỉ còn đúng cái khung xương thôi. Xe máy đi về tốc độ 70-80 cây một giờ, gọi là có xe con kia mà gọi là tan hết cả cái đầu cơ mà. Theo đó, vào khoảng 21:50 ngày 2 tháng 10, một nam sinh năm 2008, trú tại xã Lý Thường Kiệt điều khiển xe mô tô chở theo hai nam sinh khác sinh năm 2007 và 2009 lưu thông trên đường DT382. Khi đến địa phận thôn Tử Dương thì va chạm với một xe ô tô bán tải. Hậu quả, nam sinh điều khiển xe máy và một em ngồi sau tử vong. Nam sinh còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Ba nam thanh niên này thì đều sinh năm 2007-2008, không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy là không có biển số, phóng nhanh vượt ẩu. Cha mẹ cũng phải nhắc nhở con cái là trước khi ngồi lên cái xe là phải trang bị cho mình đầy đủ. Cái thứ nhất là cái mũ bảo hiểm, đấy là nó bảo vệ cho mình. Và cái hai này đi phải làm sao mà giữ được cái mức độ an toàn. Mà đi cái phân khối lớn là phải có cái bằng lái. Vậy mà các cái ban ngành cũng như là các nhà trường thì cần có những cái phổ biến giáo dục về luật an toàn giao thông và tham gia giao thông ở cái lứa tuổi học sinh cũng như lứa tuổi trung học nói riêng này. Đặc biệt là đối với gia đình thì cần được quản lý chặt chẽ các con, nhất là các cái phương tiện giao thông, là không cho các con là sử dụng các phương tiện giao thông mà khi chưa đủ tuổi tham gia giao thông. Để ngăn ngừa và hạn chế những sự việc đau lòng cho con em mình, bên cạnh sự vào cuộc của ngành chức năng, vai trò của nhà trường và gia đình là rất quan trọng. Đặc biệt, cha mẹ cần thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành luật lệ giao thông. Tuyệt đối không giao xe phân khối lớn để con điều khiển đến trường khi chưa đủ tuổi quy định, chưa có giấy phép lái xe.